Nếu tu Bồ Đề tâm nhập tà kiến, chẳng đến bờ bên kia, trụ nơi tám nạn, chẳng ra khỏi nạn, lìa pháp thanh tịnh mà đắc vô tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng đắc tam muội ấy. Kẻ bố thí ông chẳng gọi là phước điền, kẻ cúng dường ông phải đọa tam ác đạo. Ông cùng ma chúng bắt tay nhau làm bè bạn, ông cùng ma chúng với những trần lao đồng nhau chẳng khác. Nơi tất cả chúng sanh có tâm oán ghét, bán Phật hủy pháp, chẳng nhập tăng chúng, cuối cùng chẳng thể diệt độ. Ông nếu như thế mới được lấy ăn. Bạch Thế Tôn, khi nghe lời dạy này, con cảm thấy ngơ ngác, chẳng hiểu Ngài nói gì, chẳng biết trả lời thế nào, liền để bát lại muốn ra khỏi nhà. Lúc ấy Ngài Duy Ma Cật bảo: Này Tu Bồ Đề, cứ lấy bát đi đừng sợ. Ý ông thế nào? Nếu đem việc này hỏi người huyễn hóa của Như Lai làm ra, người ấy có sợ chăng? Con đáp: Không ạ. Ngài Duy Ma Cật nói: Tất cả các pháp tướng như huyễn hóa, nay ông cũng chẳng nên sợ. Tại sao? Tất cả ngôn thuyết đều chẳng lìa tướng huyễn hóa, cho nên người trí chẳng dính mắc văn tự nên chẳng có sợ. Tại sao? Vì tánh của văn tự, tự lìa văn tự, chẳng chấp văn tự, ấy là giải thoát. Tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. Khi Duy Ma Cật thuyết pháp này, 200 thiên tử đắc pháp nhãn tịnh, vì thế con không đáng đến tham bệnh. Lược giải. Kinh Kim Cang nói: Nếu có ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật vì pháp lìa văn tự, nhưng chúng sanh học Phật đều đuổi theo văn tự để tìm hiểu chân lý, Phật rất sợ chúng sanh nhận lầm như thế, kẹt vào lý chướng, nên vừa thuyết xong liền phá. Đoạn Tu Bồ Đề thâm bệnh này là chuyên dùng những lời vô nghĩa lý để phá những người chấp thật vào văn tự lời nói trong kinh điển. Tu Bồ Đề chẳng phải không biết mà sợ, vì hợp tác với Duy Ma Cật nên thị hiện sợ, để cho Duy Ma Cật giảng rõ văn tự và lời nói là tướng huyễn hóa, chẳng chấp văn tự ấy là giải thoát. Tướng giải thoát đó tức là các pháp vậy. Lược giải hết. Phật bảo Phú Lâu Na đến thăm bệnh. Phú Lâu Na bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa con ở dưới gốc cây trong rừng thuyết pháp cho các tỳ kheo sơ học, lúc ấy Ngài đến bảo con rằng: Này Phú Lâu Na, trước nên nhập định để quán xét tâm địa của những người này rồi mới thuyết pháp, chớ đem thức ăn dơ để trong bửu bát. Nên biết rõ tâm niệm của những tỳ kheo này, chớ xem lưu ly cho là thiểu tinh. Ông chẳng biết cội nguồn của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa dạy người. Họ vốn chẳng tỳ vết, chớ làm cho bị thương. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Chớ nên đem biển lớn để trong dũng chân trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời bằng lửa đom đóm. Phú Lâu Na, những tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, nay chỉ tạm quên, sao lại dùng pháp tiểu thừa dạy họ? Tôi xem trí huệ tiểu thừa cạn cợt như người mù, chẳng thể phân biệt căn tánh lợi độn của chúng sanh. Lúc bấy giờ Ngài liền nhập chánh định, khiến những vị tỳ kheo này tự biết túc mạng. Những kiếp trước đã từng gieo trồng nhiều phước đức nơi 500 đức Phật, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức thì hoắc nhiên đắc lại bổn tâm. Các tỳ kheo đảnh lễ chân Ngài, và Ngài nhân đó thuyết pháp, khiến tất cả chẳng còn thối lui nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Con nghĩ hàng thanh văn chẳng quán được căn người thì không nên thuyết pháp, vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo Maha Ca Diên Chiên đến thăm bệnh. Ca Diên Diên bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Con nhớ lại khi xưa Phật vì các tỳ kheo lược thuyết pháp yếu,
con liền theo nghĩa đó diễn rộng ra, nói rõ các nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt. Lúc bấy giờ, Ngài đến bảo con rằng: Này Ca Chiên Viên, chớ nên dùng tâm hạnh sinh diệt mà thuyết pháp thật tướng. Ca Chiên Viên, các pháp vốn chẳng sanh chẳng diệt, là nghĩa vô thường, thấu đạt ngũ ấm tánh không, chẳng có chỗ khởi là nghĩa khổ. Các pháp cứu cánh chẳng thể có là nghĩa không. Ngã với vô ngã bất nhị là nghĩa vô ngã. Pháp xưa vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt là nghĩa tịch diệt. Khi Ngài thuyết pháp này, các tỳ kheo tâm được giải thoát. Vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo A Na Luật đến thăm bệnh. A Na Luật bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa con đi kinh hành một chỗ nọ, khi ấy có vị Phạm Dương tên là Nghiêm Tịnh cùng 10.000 Phạm Thiên phóng ra ánh sáng trong sạch đến chỗ con đảnh lễ, rồi hỏi rằng: Thiên nhãn của ông thấy được bao xa? Con nói: Ta thấy tam thiên đại thiên thế giới của Phật Thích Ca như xem trái Amala trong bàn tay. Lúc đó Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này A Na Luật, thiên nhãn của ông thấy đó là có lập tướng thấy hay chẳng lập tướng thấy? Giả sử có lập tướng thấy thì đồng như ngũ thông của ngoại đạo. Nếu chẳng lập tướng thấy, tức là pháp vô vi, thì chẳng nên có sự thấy. Bạch Thế Tôn, khi ấy con im lặng chẳng thể trả lời. Các vị Phạm Thiên nghe Ngài nói lời này, được pháp chưa từng có, liền đảnh lễ hỏi rằng: Thưa Ngài, trên đời có ai được chân thiên nhãn chăng? Ngài nói: Có Phật Thế Tôn được chân thiên nhãn, thường ở chánh định, thấy suốt các cõi Phật chẳng có hai tướng. Do đó, Nghiêm Tịnh Phạm Dương và quyến thuộc 500 Phạm Thiên đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, đảnh lễ chân Ngài rồi bỗng nhiên biến mất. Vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo Ưu Ba Ly đến thăm bệnh. Ưu Ba Ly bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Con nhớ lại khi xưa có hai vị tỳ kheo phạm giới, lấy làm hổ thẹn, không dám đến hỏi Phật mà đến hỏi con rằng: Dạ thưa ông Ưu Ba Ly, chúng tôi phạm giới thật là hổ thẹn, chẳng dám hỏi Phật. Xin ông giải tỏa chỗ nghi hối cho chúng tôi được hỏi tội ấy. Con liền vì họ giải thuyết đúng như giới luật. Bây giờ Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này Ưu Ba Ly, chớ kết thêm tội cho hai vị tỳ kheo này, nên diệt trừ ngay tội ấy, chớ nhiễu loạn tâm họ. Tại sao? Vì tội tánh kia chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa. Theo lời Phật nói, tâm cấu nên chúng sanh cấu, tâm tịnh nên chúng sanh tịnh. Tâm cũng chẳng ở trong, ngoài và khoảng giữa. Nếu tâm như thế thì tội cũng như thế. Các pháp cũng vậy, chẳng ngoài nơi như, như thật. Nếu khi tâm tướng của ông được giải thoát thì còn tội cấu chăng? Con đáp: Không ạ. Ngài nói: Tâm tướng của tất cả chúng sanh vô cấu cũng như thế. Này Ưu Ba Ly, vọng tưởng là cấu, chẳng vọng tưởng là tịnh. Điên đảo là cấu, chẳng điên đảo là tịnh. Chấp ngã là cấu, chẳng chấp ngã là tịnh. Ưu Ba Ly, tất cả pháp sanh diệt chẳng trụ, như huyễn hóa, như điện chớp. Các pháp chẳng đối đãi, cho đến chẳng trụ một niệm nào. Các pháp như chim bao, như dương diệm, như trăng dưới nước, như tượng trong gương, do vọng tưởng sanh đều là vọng kiến. Kẻ biết nghĩa này gọi là giữ giới, kẻ biết nghĩa này gọi là thấu hiểu giới luật. Lúc ấy hai vị tỳ kheo khen rằng: Ngài thật là bậc thượng trí. Ưu Ba Ly trì giới bậc nhất mà chẳng thể giải thuyết
nên chẳng thể sánh bằng. Con đáp rằng, trí huệ của Ngài sáng tỏ thông đạt như thế, ngoài Như Lai ra, chưa có bậc thanh văn và Bồ Tát nào sánh bằng biện tài của Ngài. Khi ấy, hai vị tỳ kheo dứt hết nghi hối, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và phát nguyện rằng, mong tất cả chúng sanh đều được biện tài như Duy Ma Cật. Vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo La Hầu La đến thăm bệnh. La Hầu La bạch Phật rằng, Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Con nhớ lại khi xưa, các trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly đến chỗ con đảnh lễ, hỏi rằng, Thưa ông La Hầu La, ông là con của Phật, vì đạo bỏ ngôi vua mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích gì? Con liền nói lợi ích của việc xuất gia đúng như pháp. Lúc đó Duy Ma Cật đến bảo con rằng, Này La Hầu La, ông chẳng nên nói lợi ích của công đức xuất gia. Tại sao? Vô lợi ích, vô công đức mới là xuất gia. Về pháp hữu vi mới nói có lợi ích, có công đức. Việc xuất gia là pháp vô vi, trong pháp vô vi chẳng có lợi ích và công đức. La Hầu La, việc xuất gia chẳng có bỉ thử đối đãi, cũng chẳng ở khoảng giữa, lìa 62 kiến chấp, ở nơi niết bàn là thọ dụng của người trí, là chỗ hành của bậc thánh, hay hàng phục ma chúng, độ ngũ đạo, tịnh ngũ nhãn, đắc ngũ lực, lập ngũ căn, chẳng làm phiền não người khác, lìa đủ thứ ác, dẹp các ngoại đạo, siêu diệt giả danh, ra khỏi bùn lầy thế gian, chẳng bị dính mắc, vô ngã và ngã sở, vô sở lãnh thọ, tâm chẳng nhiễu loạn, ham hộ niệm chúng sanh, tùy thuận thiền định, lìa những tội lỗi. Nếu được như thế mới là chân xuất gia. Khi ấy, Duy Ma Cật bảo các trưởng giả rằng, các ông nay ở trong chánh pháp nên cùng nhau xuất gia. Tại sao? Vì đời Phật khó gặp. Các trưởng giả nói, thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy rằng, nếu cha mẹ không cho phép thì không được xuất gia. Duy Ma Cật nói, phải, vậy thì các ông phát tâm vô thượng bồ đề, tức là xuất gia, tức là cụ túc. Khi ấy, 32 vị trưởng giả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo A Nan đến thăm bệnh. A Nan bạch Phật rằng, Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Con nhớ lại khi xưa, Thế Tôn có bệnh cần dùng sữa bò. Con cầm bát đến đứng trước nhà người Bà La Môn để xin sữa. Khi ấy, Duy Ma Cật đến hỏi con rằng, Này A Nan, làm gì mà cầm bát đứng đây sớm thế? Con đáp, thưa cư sĩ, Thế Tôn thân có chút bệnh, cần dùng sữa bò, nên tôi mới đến đây. Ngài nói, thôi thôi A Nan, chớ nói như thế. Thân Như Lai là thể kim cang, ác đã dứt sạch, thiện đã viên mãn, đâu còn bệnh nào, đâu còn khổ não. A Nan, hãy im lặng về đi, chớ vị bán Như Lai, chớ cho người khác nghe biết lời này, chớ cho chư thiên và các Bồ Tát từ tịnh độ ở phương khác đến nghe biết lời này. A Nan, chuyển luân thánh dương có chút ít phước, còn chẳng bệnh tật, huống là Như Lai vô lượng phước tụ, thù thắng khắp nơi ư? A Nan, chớ để cho chúng ta chịu sự sỉ nhục ấy. Ngoại đạo phạm chí nếu nghe được lời này sẽ nghĩ rằng, sao gọi là thầy, bệnh của mình không chữa nổi mà chữa được bệnh cho người khác ư? Nên lén đi mau, chớ để cho người nghe biết việc này. A Nan nên biết, Phật là Thế Tôn siêu diệt ba cõi. Thân Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải thân sắc dục. Thân Phật là vô lậu, các lậu đã sạch. Thân Phật vô vi, chẳng lọt vào số lượng. Thân Phật như thế
thì còn có bệnh gì? Bạch Thế Tôn, lúc đó con thật quá hổ thẹn. Chẳng lẽ con gần Phật mà nghe lầm ư? Khi ấy, con liền nghe trên hư không có tiếng rằng: A Nan, đúng như lời cư sĩ, chỉ vì Phật ra đời nơi ngũ trược ác thế nên thị hiện pháp này để độ chúng sanh thôi. Nay A Nan cứ lấy sữa, chớ cho là hổ thẹn. Bạch Thế Tôn, ngài Duy Ma Cật trí huệ biện tài như thế ấy, cho nên con không đáng đến tham bệnh. Ngoài ra còn có 500 đại đệ tử, mỗi vị tuần tự đem bổn duyên của mình bạch Phật và thuật lại lời của Duy Ma Cật như thế, đều nói chẳng xứng đáng đến thăm bệnh ngài. Phẩm Bồ Tát thứ tư. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Di Lặc đến thăm bệnh. Bồ Tát Di Lặc bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa con vì Đâu Xuất Thiên Dương và quyến thuộc họ thuyết về hạnh của bậc Bất Thối Chuyển. Lúc ấy Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này Di Lặc, Thế Tôn thọ ký cho ông một đời sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì vào đời nào ông được thọ ký? Đời quá khứ hay đời vị lai hay đời hiện tại? Nếu là đời quá khứ thì quá khứ đã diệt, nếu là đời vị lai thì vị lai chưa đến, nếu là đời hiện tại thì hiện tại vốn chẳng trụ. Theo như lời Phật nói: Này tỳ kheo, này người tức thì cũng sanh, cũng già, cũng diệt. Nếu ở nơi vô sanh được thọ ký thì vô sanh là chánh vị, nơi chánh vị cũng chẳng thọ ký, cũng chẳng đắc vô thượng bồ đề. Tại sao nói Di Lặc thọ nhất sanh ký? Là ở nơi sanh thọ ký hay ở nơi diệt được thọ ký? Nếu ở nơi sanh được thọ ký thì chẳng có sanh, nếu ở nơi diệt được thọ ký thì chẳng có diệt. Vì tất cả chúng sanh đều là như, tất cả pháp cũng là như, chúng thánh hiền cũng là như, cho đến Di Lặc cũng là như. Nếu Di Lặc được thọ ký thì tất cả chúng sanh cũng phải được thọ ký. Tại sao? Nói như là bản thể tự tánh, chẳng hai cũng chẳng khác. Nếu Di Lặc đắc vô thượng bồ đề thì tất cả chúng sanh cũng đều phải đắc. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh tức là tướng bồ đề. Nếu Di Lặc được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ. Tại sao? Chư Phật chứng biết tất cả chúng sanh tánh vốn tịch diệt, tức là tướng niết bàn, chẳng cần diệt nữa. Cho nên Di Lặc, chớ dùng pháp này để khuyến dụ các thiên tử. Thật ra chẳng có kẻ phát tâm vô thượng bồ đề, cũng chẳng có kẻ thối lui. Di Lặc, nên khiến các thiên tử xả bỏ kiến chấp phân biệt bồ đề. Tại sao? Bồ đề chẳng thể dùng thân đắc, chẳng thể dùng tâm đắc. Kỳ thật tịch diệt tức là bồ đề, vì các tướng tịch diệt chẳng khởi quán tức là bồ đề, vì lìa các duyên chẳng sở hành tức là bồ đề, vì chẳng có sự ghi nhớ đoạn dứt tri kiến tức là bồ đề, vì xả bỏ các kiến chấp lìa tâm ý tức là bồ đề, vì lìa các vọng tưởng chướng duyên tức là bồ đề, vì chướng các nguyện mong cầu chẳng nhập tức là bồ đề, vì chẳng nhập tham dục tùy thuận tức là bồ đề, vì tùy thuận nơi như, như bản thể tự tánh an trụ tức là bồ đề, vì an trụ nơi pháp tánh đến nơi tức là bồ đề, vì đến nơi thực tế bất nhị tức là bồ đề, vì lìa ý thức phân biệt bình đẳng tức là bồ đề, vì bằng như hư không vô vi tức là bồ đề, vì pháp vốn chẳng sanh trụ vì diệt liễu tri tức là bồ đề, vì liễu tri tâm hạnh của chúng sanh chẳng hội tức là bồ đề, vì lục nhập chẳng hội chẳng hợp tức là bồ đề, vì lìa tập khí phiền não
chẳng xứ sở, tức là Bồ đề, vì chẳng hình sắc. Giả danh, tức là Bồ đề, vì danh tự tánh không. Quyển quá, tức là Bồ đề, vì chẳng có thủ xả. Tâm chẳng loạn, tức là Bồ đề, vì vốn tự vắng lặng. Tịch diệt, tức là Bồ đề, vì tánh vốn trong sạch. Chẳng chấp lấy, tức là Bồ đề, vì lìa phan duyên. Chẳng khác biệt, tức là Bồ đề, vì các pháp bình đẳng. Chẳng so sánh, tức là Bồ đề, vì chẳng thể thí dụ. Vi diệu, tức là Bồ đề, vì các pháp khó biết. Bạch Thế Tôn, khi Duy Ma Cật thuyết pháp này, 200 thiên tử đắc vô sanh pháp nhẫn, nên con không đáng đến thăm bệnh. Phật bảo Quan Nghiêm đồng tử đến thăm bệnh. Quan Nghiêm đồng tử bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xứng đáng đến thăm bệnh Duy Ma Cật. Tại sao? Nhớ lại khi xưa con đi ra thành Tỳ Gia Ly, lúc ấy ngài đang đi vào thành, con liền chào hỏi rằng: Cư sĩ từ đâu đến đây? Tôi từ đạo tràng đến. Con hỏi: Đạo tràng là chỗ nào? Ngài đáp: Trực tâm là đạo tràng, vì chẳng hư giả. Khởi hành là đạo tràng, vì hay làm việc. Thâm tâm là đạo tràng, vì tăng trưởng công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vì chẳng sai lầm. Bố thí là đạo tràng, vì chẳng mong quả báo. Trì giới là đạo tràng, vì được mãn nguyện. Nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối với chúng sanh tâm chẳng chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, vì chẳng giải đãi. Thiền định là đạo tràng, vì tâm đều hòa dịu dàng. Trí huệ là đạo tràng, vì thấy ngay các pháp. Từ là đạo tràng, vì chúng sanh bình đẳng. Bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu sự khổ nhọc. Hỷ là đạo tràng, vì vui thích chánh pháp. Xả là đạo tràng, vì đoạn dứt yêu ghét. Thần thông là đạo tràng, vì thành tựu lục thông. Giải thoát là đạo tràng, vì hai nghịch tà bỏ vọng. Phương tiện là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp những chúng sanh khó độ. Đa văn là đạo tràng, vì hành đúng theo sở văn do Phật dạy. Hàng phục tâm là đạo tràng, vì chánh quán các pháp. 37 phẩm là đạo tràng, vì xả bỏ pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, vì chẳng dối lầm thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, vì thập nhị nhân duyên đều vô tận. Phiền não là đạo tràng, vì chứng biết đúng như thật. Chúng sanh là đạo tràng, vì chứng biết vốn vô ngã. Tất cả pháp là đạo tràng, vì chứng biết pháp tánh vốn không. Hàng ma là đạo tràng, vì chẳng bị lay động. Tam giới là đạo tràng, vì chẳng có chỗ xu hướng. Sư tử rống là đạo tràng, vì sức vô quý nên vô sở quý. Pháp bất cộng là đạo tràng, vì chẳng có lỗi lầm. Tam minh là đạo tràng, vì chẳng còn chướng ngại. Một niệm biết tất cả pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết chủng trí. Như thế, thiện nam tử, nếu Bồ Tát dùng các pháp ba la mật để giáo hóa chúng sanh, thì tất cả việc làm cho đến đưa tay, bước chân đều từ đạo tràng đến, trụ nơi Phật pháp vậy. Khi Duy Ma Cật thuyết pháp này, 500 vị thiên nhân đều phát tâm vô thượng Bồ đề, nên con không đáng đến thăm bệnh.